buồn đái. Vì ba nhân là hai con bé đáng yêu của bố duy mẹ Thùy. Ký tên buồn thật là Hoàng Khôi, còn bé nhân là Đức Nhân. Hai em phải yêu thương nhau, phải nghe lời bố mẹ, không được xem điện thoại, không được khóc nhẹ. Phải ăn quen đi sớm mới khỏe mạnh. Bố mẹ yêu thương. Đúng, đúng, đúng. Em nhất. Ký và nhân, ký và nhân hai con bé đáng yêu. Ký và nhân, ký và nhân hai con bé đáng yêu. Hai con bé đáng yêu của bố duy mẹ Thùy, tình tình thật là Hoàng Khôi, con bé nhân là Đức Nhân. Hai
Tí và nhân là hai cậu bé đáng yêu mùa mô duy mẹ thùy ký tên thật là hoàng khôi còn bé nên là đứt phép một tí nữa hai em phải yêu thương nhau phải nghe lời bố mẹ không được xem điện thoại không được khóc nhé phải ăn quen đi ngủ sớm mới khỏe mạnh bố mẹ yêu thương tí và nhân tí và nhân hai cậu bé đáng yêu bé đáng yêu mùa bố duy mẹ thùy ký tên thật là hoàng khôi còn bé nhân là đức nhân hai em phải yêu thương nhau phải nghe lời bố mẹ không được xem điện thoại không được khóc nghe phải ăn quen đi ngủ sớm mới khỏe mạnh bố mẹ yêu thương đi và nhân đi và nhân hai cậu bé đáng yêu đi và nhân hai cậu bé
đi ba nhân là hai con bé đáng yêu. Chúa ơi Chúa, Chúa mẹ Thủy, đi tên thật là Hoàng Khôi. Có thử Momo. Nhân là Đức Nhân. Chúa ơi, hai em phải yêu thương nhau, phải nghe lời bố mẹ, không được xem điện thoại, không được khóc nhé. Phải ăn quen đi ngủ sớm mới khỏe mạnh. Bố mẹ yêu thương. Đi ba nhân, đi ba nhân hai con bé đáng yêu. Đi ba nhân hai cậu bé. Bổ nha con. Bổ đấy. Thì vẫn nhân là hai.